hiểu đấy ha. Thì thứ nhất là cái gì? Đọc là first. 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 Cái đầu tiên, cái thứ nhất, cái trước hết. Cái đó gọi là first. Okay. Cái bôi này nhé. First. Rồi. First. Thí dụ đứa con đầu tiên thì nói sao? Đứa con trai đầu tiên? First son. First son là đứa con. Đứa con trai đầu tiên. Đây là con gái đầu tiên của tôi. This is my first daughter. Đây là đứa con đầu tiên của chúng tôi. This is our first child. Child. Đọc đi, child. Child giống như cái chai đó, thấy không? Nhưng mà đọc nó là child. Phim quốc tế nó là như thế này. Cái này ai thì cái phim quốc tế nó là như vậy. Đó, tiếng Mỹ kỳ không? Viết như vậy. Đó, viết là chin và đọc là chai. Thì cho nên phải đọc là cái chữ này với chữ chờ và viết như thế này. Ai thì như vậy. Đọc với là child. Child. Đọc cho nó đúng. Đây là trong phim quốc tế cho quý vị ha. Đọc đi. Ch. Ch. Đó là tờ sờ đó. Thấy không? Ch. Chai. Chai. D. Xin lỗi. Thiếu cái L. L rồi nó mới tới D. Nó phải có L ra là mới được. Thấy không? Ch. Cha. Cha. Chai. Child. 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 Không thiếu L mà cũng không thiếu D. Đọc phải có nhẹ nhẹ nhẹ, có cái L mà có cái D rộng rộng đó, nó phải L D nó ra. Child. Còn không có đọc nó thành child thì nó sai. Cũng không phải chai không. My child không được mà my child không. Child là yeah. Child. Đây là đứa con đầu của chúng tôi. This is our first child. Ok. Giờ mình trở lại mình học chữ first. First. Ở trong đời mình có nhiều cái first lắm. Tình yêu đầu tiên là gì? Tình đầu, mối tình đầu á. Mùi lắm chẳng không ai nhớ nè. First love. First love. Rồi, tình đầu hả? First love. Gì đầu nữa? First husband. First husband. Đúng rồi. Thì first husband. À, thì là first love. À, thì là first husband. Ok. Là chồng đâu? First husband. Maybe second, third. First husband. À, nhưng mà thí dụ mà mình nói chuyện ông chồng đầu của tôi mà mình có một lần thôi á, mà có thể mình phải bỏ mình tới hai ba ông lần á, à, thì mình là my ex husband. My ex husband là người chồng cũ của tôi. Thành ra người cái người kia nghe nó ex husband chồng cũ mà không biết chồng cũ thứ mấy. Có thể chồng một, chồng thứ, chồng hôn thú bậc một, hôn thứ bậc hai, hôn thứ bậc ba thì sao? Mà my ex-husband là chồng cũ tôi. Nhưng mà người Mỹ nó không có nói chồng, không nói vợ nữa. This is my ex. Giới thiệu nhau, this is my ex. Đây là chồng cũ của tôi. Hay là đây bà vợ cũ của tôi. This is my ex. Ex vậy thôi. Cái chữ vậy thôi á. Nhưng mình hiểu đó là chồng trước. My ex. This is my ex. Mỹ nó tự nhiên lắm, gặp bạn bè với this is my ex nha. Hay là duyên nợ hết rồi thì đi thôi chứ có gì đâu, hai người đâu phải bà con đâu. Đâu có máu mủ gì đâu khi không gặp nhau phát thương. Hay là ông bà mình người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương. Khác họ, người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương. Mà nó tới được thì nó đi được thôi, chuyện nó cũng dễ. Thấy không? Tại sao bắt nó ở hoài? Không chịu ha.
All right, this is my ex, là first love, first husband, có gì first nữa? First time. First time, dạ, lần đầu. First time. Mỹ nó có cái câu này hay lắm. There is a first time for everything. Trên đời này, cái mà lần đầu thế, nó cái gì nó cũng có cái đầu tiên của nó. Thí dụ như mình làm cái gì mà người ta thấy nó kỳ cục quá, thấy nó lạ quá mà chưa bao giờ xảy ra trên đời, thì mình có thể mà nói một câu triết lý rồi. There is the first time for everything. Trên đời này, cái gì nó cũng có cái lần đầu của nó hết. Thấy không? Thiếu gì cái hồi xưa thì có cái lần đầu. Nó có cái lần đầu, nó có lần hai, lần ba, lần bốn chứ. It's the first time for everything. Câu đó như thế này. There is là có ha. There is the first time. First time for everything. Everything là mọi vật. Yeah? There is the first time for everything. Yeah? Có lần đầu cho mọi thứ trên đời này. There is the first time. Đừng có gì mà lạ. Đời mà thế nào nó cũng phải có cái này cái kia nữa. Đó lần đầu. The first time for everything. Đọc với tôi. There is. The first time for everything. Rồi, có gì first nữa nào? Mình vậy mình có gì? Mình hay nghe chữ first. À đúng rồi, first lady là bà tổng thống. First lady. Lady, phải không? First lady, bà tổng thống. Nếu kỳ rồi mà bà Hillary mà bà thắng tổng thống thì là sẽ có gì? First man. Thì ông Clinton sẽ trở thành first man, đúng không? Ông sẽ thành first man. Nếu bà Hillary kia rồi bà thắng tổng thống thì ông Clinton sẽ thành first man. Đi đâu á thì cũng phải đi đằng sau bà nửa bước. Bà đứng đó thì ông phải đứng bên mà đứng đằng sau nửa bước. Luật nó là như vậy. Thì sao bà ra ứng cử nữa đó thầy? Bà ra ứng cử trong 4 năm nữa đó. 4 năm nữa, 2 năm nữa, gần lắm, mau lắm mà. Mà bà cũng còn đẹp chán, bà cũng còn ăn khách, thấy không? Bà là càng đẹp cái gì, càng già gì? Càng già là càng gọi là càng cay. Càng già càng cay. Alright, cho nên là nếu bà là first lady mà nếu bà thắng thì thành rồi, có. Mấy bữa nay á, ông Obama, bà Obama có mua con chó đem vô trong tòa Bạch Ốc á. Người ta phê bình nói tại sao bà lại đi mua con chó mà bà không ra lấy con chó mà bị người ta bắt bỏ trong sở thú hoặc là bị bắt bỏ trong chuồng chó đó, xe bắt chó bị bắt á. Mà đó là chó vô chủ đang bị bà nuôi, bà lại đi mua con chó mà có chủ. Sau này cũng bị phê bình á, tức là phải mua con chó. Hả? Không phải đâu. Hình như là nói là con chó này, à đúng rồi. Mà đáng lẽ tại sao không ra lấy con chó mà người ta hẳn bắt chó nó bỏ. Chó không chủ đem về nuôi mà lại đi lấy con chó có chủ người ta cho. Bà sợ là ở đây cắn bà. Anyway, không phải. Cho nên con chó này gọi là gì? First dog. First dog. Bây giờ nó kêu là first dog. Còn cái máy bay mà ông bay đó, cái máy bay mà ông đi đó gọi là first gì? Ai biết gì? Air Force One. Chứ không phải là first plane. Yeah, cái máy bay mà ông đi gọi là Air Force. Air Force. Air Force là không quân nghe. Air Force One. À, máy bay tổng thống á là máy bay của tổng thống đi là gọi là Air Force One. Nó có lần mà có cái phim nó chiếu mà nó cứu ông tổng thống mà bị tụi terrorist nó bắt đó. Cái ông phải đu dây từ bên kia mà qua cái máy bay của ông bên này. Nó mà đu dây mà đu kéo ông qua trên trời tới Hồng Ngược. Bước chân xuống cái máy bay mà cứu ổng, nó máy bay quân đội mà nó tới cứu ổng chứ không phải máy first one của ổng. Một cái máy bay của quân đội thôi. Nó đi nó rước ổng qua sợi dây. Khi ổng vừa mới bước chân lên cái máy bay đó đạp lên thì nó gọi là this is Air Force One. Tức là cái từ đó về sau cái chiếc máy bay đó được vinh dự thành Air Force One. À, tức là khi nào có ông tổng thống đó mà vô tới đó. Quý vị thấy ông tổng thống của Trần Giang mà
mà còn được vinh dự như vậy, huống hồ với ông tổng thống của nhân loại, của cả vũ trụ trên trời là Thượng Đế, mà mình không tôn vinh Ngài hay sao? Thấy không? Ngài cho mình hơi thở mà, thấy không? Chứ ông Obama đâu cho mình hơi thở được. Ok, còn có cái gì là first nữa không? First things first. Đó, nói nhiều quá. Cái gì từ từ, cái nào trước, tính theo trước. Yeah. Câu này mình nói được nhé, đàm thoại phải xài nha. First thing first. Cái gì đến trước? Cái gì đến trước, tính trước. First things first. Chứ không phải là first thing is first. The first things first.